phi mạnh luôn. Điếu ra, nó chui ra. Bây giờ anh em mình để đây mà đau nước chấm thì chỉ tìm thấy tí tiếng lọt thôi. Nồng sắt. Con. Nhà tao mày điếu ra ngoài. Nó chết nó côn. Cái nhà chỗ loại hôm sau lại có rắn nữa vào. Ừ. Một đôi ra. Nên rồi em gọi em ra nhưng nó lại đi mất. Thả ngoài bành to hết. Bành to đấy. Nó này trơ cả xương mồm này. Ừ. Nó húc húc vào cái này. Húc vào sắt. Ừ. Đấy. Con này bây giờ cắn là đi luôn đấy. Độc lắm. Đọc không? Ừ. Lấy chiếc đũa, sọc nó ra. Để chỗ chui ra đây này. Ừ. Chui đây. Hả? Đi móc móc đây. Quay, tâm nó quay phát, nếu là nó tưởng giờ bò rắn. Đâu đấy, mình động đây là nó ra đấy, nó tấn công. Đấy, à, muốn tấn công người này. Người gõ gõ thế làm ra ra cứt. Ấy, thì... trăm mét vuông hết bao tiền cái này, cái trồng bên ngoài, 100 mét vuông á, trăm mét vuông mua 130.000 một mét vuông, nên nếu nhân ra độc tiền tôn không, mất 13 triệu tiền tôn rồi, 4 triệu cả chồng nhau nữa phải 4 triệu, nó cất đầu rồi, rồi cất đầu lên cho ra ngoài cất đầu lên. Mẹ nó phọt cái gì nhá. Ừ. Nó phọt cái ấy là độc. Độc. Đấy. Kéo bài bắt là mùng luôn. Đũa anh nhanh đi, không đũa chọc được. Đũa. Không lấy cái sắt của nó vòng vừa rồi nó để em kéo gì. Khôn lắm đấy mà. Dốc thế ra. Mày ấy tháo cái đấy ra. À, kèo cái nhựa ra. Kèo gì để ra là gọi cho ra hay không đấy, gọi ra này. Đâu. Tiếp đầu ra đấy. Đen đi. À ừ. Đầu ra. Mỗi bề muốn vào đéo vào được. Hả? Bề muốn vào không vào. Đầu bành to nhỉ. Ui giời, nó cất. Ui giời. Tí nó bổ một người mày sợ không? Ấy. Nhìn nó lao như kinh. Vào phòng cho phòng ngủ. Nhân nhá. À. Phá là sao được? Chào mọi người nhé, hôm nay con rắn vào nhà một đồng chí Hưng đang bỏ chạy. Đứng im rồi gì? Chạy vào kia đâu. Đứng im rồi đấy.
cất đầu lên to không? Rồi. Rồi. Mặc chúa. Rồi. Rồi. Không. Có khi nó cắn vào thân rồi. À. Ôm nó há sợ. À. Nó rách cái rồi. À, đấy, nó cắn vào người đấy. Nguy hiểm quá. Chào mừng bạn. Ô đưa cho nó băng dính cuốn đi. Ừ. Băng dính đây này. Nhìn nguy hiểm quá. Làm gì mà nguy hiểm. Cho nó phọt phọt lọc ra lọc ra. Đây. Hả? Con này một răng nanh, hai răng nanh. Úi giời, kéo nó phụt mắt đấy. Phụt. Nó không chưa ra. Úi giời. Cân lên xem được bao nhiêu cân? Con này chắc phải tạ rưỡi. Con này cân rưỡi. Đây, một anh hùng bắt rắn. Rồi, sợ cùng. À, sợ lắm. Đây là Hưng Việt Lộc. Ôi, nhìn nó sợ hết cả người. Để rắn vào nhà ấy, truy bắt con rắn này. Nước sôi gì vậy? Sôi gì vậy? Cái loại này thì nó kêu phi nhanh lắm nhỉ. Xong chưa? Ừ. Đó, kéo đó, quan nó đổ đổ ấy cái kéo đổ đổ cốc. Đổ cốc rượu. Rắn bắt đầu đưa vào để ngâm rượu. Nó chế biến.